Rất nhiều bạn có ý định du học Mỹ muốn dành cho mình những cái suất học bổng từ các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, nhưng các bạn còn hạn chế ở bước tìm kiếm thông tin chính xác và mới nhất. Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh của rất là nhiều trường Anh ngữ, cao đẳng, đại học, xin chia sẻ với các bạn trong năm 2015 có rất nhiều chương trình học bổng tiếng Anh, học bổng chuyên ngành. Như học bổng mới nhất tại trung tâm Anh ngữ, ELS trị giá là 20% cho đến 40% học phí. Trung tâm Anh ngữ ELS là một trung tâm Anh ngữ uy tín hàng đầu của Mỹ. Hiện tại ELS có hơn 1,1 triệu học viên đang theo học. Bằng cấp của ELS được chấp nhận bởi hơn 650 trường đại học cao đẳng trên thế giới. Học tập tại ELS là bước đệm cần thiết để bắt đầu con đường du học. Và điểm vượt trội khi học tại trung tâm ELS, hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, 1,1 triệu học viên đến từ 177 quốc gia khác nhau trên thế giới tin tưởng theo học. Và hiện tại ELS có 83 cơ sở tại 11 quốc gia trên thế giới, đó là Mỹ, Anh, Canada, Úc, Trung Quốc, Malaysia, Pháp, v.v. Chứng chỉ Anh ngữ của ELS được chấp nhận bởi hơn 650 trường đại học cao đẳng trên thế giới và mỗi tháng đều có khóa học khai giảng giúp cho thời gian nhập học của sinh viên linh hoạt hơn bao giờ hết. Chương trình đa dạng phong phú, phù hợp với mọi độ tuổi và nhu cầu của sinh viên. Và ELS có phòng trọ, ký túc xá cho sinh viên quốc tế. Và thứ hai là Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn thông tin về các học bổng của trường đại học như University of Massachusetts Boston, University of Massachusetts Lowell, University of Massachusetts Dartmouth và University of New Hampshire Western Kentucky University hiện nay đang có học bổng trị giá 3.000 cho đến 10.000 đô la Mỹ, tương đương là 63 triệu cho đến 210 triệu Việt Nam đồng. Đại học công lập Massachusetts Boston nằm tại thành phố Boston, trung tâm của bang Massachusetts, Mỹ. Trường cung cấp 78 chương trình cử nhân, 54 chương trình thạc sĩ và dự bị thạc sĩ, 14 chương trình tiến sĩ và 16 chương trình dự bị đại học. University of Massachusetts Boston là trường đại học được thành lập năm 1964. Trường là một phần của hệ thống trường đại học Massachusetts trong hệ thống giáo dục của Mỹ. University of Massachusetts Boston có khoảng 13.300 sinh viên theo học. Các chương trình khóa chính là nghệ thuật tự do, khoa học và toán học, thạc sĩ giáo dục, quản lý, điều dưỡng, nghiên cứu chính sách, công cộng và dịch vụ công cộng. Trong đó, các ngành được sinh viên Việt Nam yêu thích đó là quản trị quốc tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếp thị, quản trị điều hành, kỹ sư và khoa học máy tính. Và thứ hai là trường đại học University of Massachusetts Lowell, được thành lập năm 1890, tọa lạc tại phía bắc của thành phố Lowell, bang Massachusetts, với khoảng 12.000 sinh viên đã thu hút rất là nhiều sinh viên quốc tế với một bảng xếp hạng cực kỳ ấn tượng. Thị trường đứng thứ 56 trong các trường đại học trên thế giới, đứng thứ 6 tại khu vực New England, nằm trong những trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ. Đứng đầu là mức lương khởi điểm của sinh viên khi so sánh với các trường khác nằm trong hệ thống các trường công của Massachusetts, là một trong những trường đào tạo ngành kinh doanh tốt nhất tại Mỹ và chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường được công nhận bởi Hiệp hội Quốc tế AACSB từ năm 1987. Và thứ ba là trường đại học Massachusetts Dartmouth bắt đầu đào tạo sinh viên từ năm 1895, là một phần của hệ thống trường đại học danh tiếng Massachusetts. Có 9.000 sinh viên đang theo học tại trường, có thể chọn theo học trong 88 văn bằng và tham gia hơn 100 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên. Không chỉ riêng trường đại học sở hữu công ty nghiên cứu trị giá đến 20 triệu đô la, trường cao đẳng kinh doanh Charleston trực thuộc đại học còn được công nhận quốc tế theo những tiêu chuẩn chọn lọc cao của AACSB. Thì trường đại học University of Massachusetts Dartmouth cũng vừa được chọn làm địa điểm cho một trường luật mới, trường luật đầu tiên cho một trường đại học công lập trong khối thịnh vượng chung Massachusetts. US News and World Report luôn xếp hạng trường University of Massachusetts Dartmouth là trường đại học đào tạo thạc sĩ hàng đầu tại New England. Và thứ tư là trường đại học New Hampshire cơ sở Durham là một trường đại học cấp 1 quốc gia, bắt đầu đào tạo từ năm 1866. Trường cũng được xếp hạng trong 400 trường đại học hàng đầu thế giới, cung cấp hơn 150 chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường luôn tự hào được xếp hạng trong những danh sách trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ do tạp chí US News and World Report bầu chọn. Và trường đại học New Hampshire với hai trường danh giá là Harvard và MIT, những quỹ đầu tư của NASA. Và thứ năm là trường đại học Western Kentucky, là trường đại học công lập lớn nhưng chi phí học tập rất là hợp lý. Trường thuộc hệ thống các trường đại học A&M của bang Texas, chương trình đào tạo chất lượng cao, yêu cầu đầu vào không quá khó, chi phí hợp lý chính là thế mạnh khiến cho trường thu hút rất nhiều sinh viên và rất là nhiều cơ hội học bổng.
Chương trình đại học và thạc sĩ không yêu cầu chứng chỉ TOEFL. Sinh viên chưa có điểm này sẽ được học một khóa tiếng Anh tại trường do tập đoàn Anh ngữ ESL cung cấp. Hoàn tất cấp độ Advanced, sinh viên sẽ được chuyển thẳng lên đại học hoặc là thạc sĩ. Thì sinh viên được nợ điểm GMAT hoặc là RE hoặc là SAT tại thời điểm nộp hồ sơ. Sinh viên có thể bổ sung các điểm này sau khi hoàn thành khóa tiếng Anh tại trường. Ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên của trường, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho sinh viên theo học. Các lĩnh vực đào tạo của trường đều được công nhận bởi các tổ chức uy tín như Hội các trường dạy về kinh doanh của Mỹ, Hội đồng thẩm định khoa học ứng dụng, Ban thẩm định công nghệ kỹ thuật và nhiều tổ chức khác. Mỹ rất chú trọng cho học bổng trong quá trình học nhằm thúc đẩy sự nghiêm túc trong học tập của sinh viên. Vì vậy, bạn đừng chăm chăm tìm học bổng giá trị cao đầu vào, hãy học tập nghiêm túc và sự chăm chỉ đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Thì để chi tiết hơn về các chương trình học bổng của các trường cao đẳng đại học tại Mỹ, các bạn hãy liên hệ ngay đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam, công ty Du học Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Và sau đây chúng ta hãy lắng nghe một chia sẻ kinh nghiệm thực tế của du học sinh vừa đậu visa Mỹ nhé. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Nguyễn Đức Huy. Huy thì vừa nhận được visa du học Mỹ. Thì ngay bây giờ đây mời các bạn cùng trò chuyện với Đức Huy nhé. À, chị chào Huy. Chào chị. Rồi, em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Mình tên là Nguyễn Đức Huy, hiện nay mình 17 tuổi. Mình đã kết thúc học chương trình trung học phổ thông ở Việt Nam vào cuối năm lớp 11. Và sau đó mình chọn tiếp cho chương trình học tập của mình là trường Kaplan tại Singapore. Năm 12 là mình đã kết thúc tất cả các chương trình anh văn tại Kaplan Singapore. Và mình vừa nhận được visa du học Mỹ. Vậy là em có giới thiệu là em vừa kết thúc chương trình học ở Kaplan Singapore. Và là mình là du học sinh Singapore trở về. Dạ. Theo như mình nghĩ thì việc chọn Singapore du học là cho bước đầu tiên để chọn chuyển tiếp những cái nước khác là một sự lựa chọn đúng đắn của mình. Tại vì sau khi em đi học ở Singapore về thì kỹ năng tiếng Anh của em nó cũng được nâng cao một phần nào đó về việc nghe và nói. Và tiếp theo đó là cái khả năng giao tiếp đối với những trong tiếng Anh và giao tiếp với những người nước ngoài sẽ tạo cho em một cái cảm giác là tự tin hơn và không có bị lúng cúng khi mà mình sợ về việc phát âm sai hoặc là nói sai câu, nên việc đi phỏng vấn trở nên dễ dàng hơn. Vậy là tại sao là em lại chọn Mỹ mà không phải là một quốc gia Úc hay là Anh Quốc chẳng hạn? Tại vì theo như em nghiên cứu thì Mỹ là quốc gia có nền giáo dục đứng đầu trên thế giới. Thì cũng vì đó mà tiếng Anh giọng Mỹ nó chuẩn hơn và nó phổ biến hơn là tiếng Anh của ở Singapore. Và khi mà em nói tiếng Anh ở Sing thì đôi khi nghe giọng Mỹ thì nghe nó hơi khó nghe. Nên em chọn Mỹ để làm điểm đến du học tiếp theo. Với lại nếu mà so về Sing thì nó rất là nhỏ nên mình không ấy, chỉ mất một thời gian ngắn để khám phá hết Sing thì đâm ra nó hơi nhàm chán. Qua đó thì mình học ở trường nào Huy ha? Trường em chọn để du học ở Mỹ đó là trường South Seattle College ở thành phố Seattle, bang Washington. Trường của mình chọn học á thì là một trong ba trường thuộc hệ thống Seattle System, được với hơn 45 năm kinh nghiệm giảng dạy và được thẩm định bởi tổ chức Northwest Commission on College and University. Trường thì có chương trình High School Complete dành cho những cái bạn mà đủ 16 tuổi nhưng vẫn chưa hoàn tất xong chương trình trung học phổ thông ở Việt Nam có thể tiếp tục học với và song song với lại chương trình cao đẳng và tiếp đó là 2 năm cuối đại học và không cần phải học lại chương trình trung học phổ thông tại Mỹ. Và trường của em thì đào tạo chỉ duy nhất một ngành du lịch khách sạn mà ngành em chọn để theo học đến hết đại học mà không cần phải chuyển tiếp thêm một cái trường nào khác. Vậy thì cái kế hoạch học tập của em sau khi sang Mỹ thì như thế nào? Vì đã từng học và tiếng Anh ở Singapore nhưng mình muốn là dành thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để tiếp tục học tiếng Anh tại Mỹ để làm quen với thứ nhất là về không khí, phương tiện đi lại và cái cách phát âm của người dân bản xứ nó sẽ có nhiều sự khác biệt so với tiếng Anh ở Sing, nên mình muốn có thời gian để làm quen với mọi thứ đó để khi mà mình vào chương trình chính sẽ tiếp thu được những kiến thức tốt hơn và không có bị mất kiến thức về vấn đề là mình nghe không được những gì thầy cô nói. Thì sau khi học xong tiếng Anh thì mình sẽ chuyển tiếp lên chương trình cao đẳng và trung học phổ thông, đó là chương trình kép, và trong vòng 2 năm đó mình sẽ hoàn tất song song chương trình cao đẳng và trung học phổ thông để chuyển tiếp đến 2 năm cuối đại học. Sau khi học xong đại học thì mình sẽ quay về Việt Nam để tiếp tục chuyện nhân của gia đình.
Vậy thì cái quá trình làm hồ sơ của Hy diễn ra như thế nào ạ? Sau khi học xong ở Sinh vào tháng 12 thì mình có một kỳ nghỉ hơn một tháng để về Việt Nam. Dự định của mình là không tính đi Mỹ đâu, bởi vì mình sẽ tiếp tục chương trình dự bị ở Sinh trong vòng 2 tháng vào bắt đầu vào tháng 1. Nhưng mà sau khi về Việt Nam rồi thì nhiều bạn ở bên Sinh của mình, bạn cùng lớp, thì mấy bạn ấy nói là sau khi về học hết Anh Văn ở chương trình tại Singapore thì mấy bạn ấy sẽ thi visa đi Mỹ. Thì mình nghĩ nếu mà mấy bạn đi hết thì bỏ mình ở lại mình cũng buồn. Với lại mình nghĩ là nếu mà có cơ hội để mình đi chuyển tiếp một quốc gia khác để mình có thể tiếp thu được những cái tinh hoa, những cái văn hóa khác thì nó sẽ bổ ích hơn, nó sẽ gây cho mình cái sự hứng thú hơn, tò mò hơn trong cái việc học tập. Nên mình chọn Mỹ để làm điểm đến du học tiếp theo. Và quá trình làm hồ sơ thì diễn ra cũng khá là nhanh, bởi vì các anh chị tư vấn rất là nhiệt tình. Mình chọn trường và sau đó là mình chị sẽ apply xin E20 cho mình. Và sau khi có E20 thì mình bắt đầu vào học phỏng vấn. Và các anh chị dạy thì rất là căng thẳng, mình cũng rất là sợ. Nhưng mà khi đi phỏng vấn rồi thì mình về mình cảm thấy đó là một cái sự bổ ích. Thì khi anh chị khó thì do đó mình sẽ không còn bị sợ, không còn bị lúng túng về khi đối mặt với lãnh sự quán nữa. Quá trình học phỏng vấn thì nó diễn ra khoảng một tháng. Và các anh chị thì không có cho các học sinh những cái bài mẫu hoặc là những cái bài sẵn để học sinh tự sửa hoặc là thêm tên trường vào. Các anh chị bắt đưa những câu hỏi và bắt học sinh phải đưa ra những cái câu trả lời phù hợp với lại từng hoàn cảnh của từng bạn về tài chính hoặc là về mục đích học tập và về những cái chương trình học, mỗi thứ đều khác biệt. Tại vì nếu mà giống nhau nhiều quá thì các bạn ai lãnh sự quán khi đi một thi lỡ thi một lượt thì các lãnh sự quán nghe cái bạn này giống bạn kia thì nó sẽ dễ bị rớt hơn là mỗi bạn nó khác nhau, nó có sự đối lập hoàn toàn giữa nhiều bạn thì nó sẽ gây cái sự hứng thú khi mình lãnh sự quán nghe mình nói những cái điều mới mẻ hơn giữa các học sinh thì mình sẽ đậu cao hơn. Trong quá trình học thì anh Khôi là khó nhất, đó là nếu mình nộp trễ bài là anh Khôi sẽ nhắn tin hoặc điện thoại. Nghe anh Khôi thì mình cứ sợ là anh Khôi sẽ giận mình, bởi vì mình đi học phỏng vấn là quyền lợi của mình mà cứ phải đợi anh Khôi nhắc, thì lúc đó mình rất là lo. Rồi lên học tài chính với chị An thì chị An lúc nào cũng lầm, mình rất là lo, mình rất là sợ. Anh Bảo Anh thì em học 2 buổi. Anh Bảo Anh thì dạy những cái kỹ năng mềm để khi mình vô mà thi đi phỏng vấn á, thì không có bị lo, không có bị sợ. Và anh Bảo Anh dạy những cái mẹo để mình biết là lãnh sự quán muốn gì, muốn nghe gì và muốn mình nói những gì để người ta cấp cho mình visa. Và trước khi đi phỏng vấn thì anh Bảo Anh ngồi và nhắc lại một lần nữa những điều đó. Và anh Bảo Anh động viên mình là cứ cố gắng, cứ tự tin lên, mình sẽ động. Bây giờ đã có visa trong tay rồi thì em có lời khuyên nào dành cho các bạn mà sắp tới đi phỏng vấn? Khi có visa rồi thì mình có lời khuyên dành cho các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa đi Mỹ là các bạn cứ tự tin vào bản thân mình. Và nếu như mà theo mình nghĩ, nếu các bạn có điều kiện thì nên chọn Singapore làm một điểm đến. Thứ nhất là nó có thể làm đẹp hồ sơ của mình, là mình có thể vừa đi du lịch vừa đi học. Cái bước thứ hai nữa là mình có cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh đối với những người nước ngoài, để cho mình không có bị sợ khi mà sử dụng tiếng Anh đối với những người bản xứ, nhất là những người đến từ những quốc gia khác. Và cứ tự tin lên, càng tự tin thì mình sẽ nắm chắc tỷ lệ đậu của mình là càng nhiều. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Huy trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì với tư cách là một du học sinh đã từng du học tại Singapore rồi thì chị nghĩ là khi mà sang Mỹ du học thì tất nhiên là em cũng đỡ bỡ ngỡ hơn là như là lần đầu tiên đi du học, đúng không? Rồi lần nữa thì thay mặt công ty Tăng Đại Dương thì chị chúc Huy qua Mỹ học tập thật là tốt ha. Dạ, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Huy chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hoặc là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.